đoàn đã đi kiểm tra thực địa khu vực thao trường tại bản Bó Tơ, xã Trường Ly, khu vực trận địa 12 ly 7 bản Nà Cài, xã Trường Ly. Về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ đã được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, công tác giáo dục quốc phòng an ninh có bước chuyển biến tích cực, kinh tế xã hội đạt mức tăng trưởng khá, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện không ngừng nâng lên. Thế trận khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tá Tô Quang Hanh đề nghị huyện Thuận Châu tiếp tục xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch ứng phó thảm họa thiên tai, tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quân sự, an ninh, đối ngoại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong khu vực phòng thủ huyện, tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về quốc phòng an ninh cho thế hệ trẻ, làm tốt công tác tuyển quân, triển khai luật dân quân tự vệ chủ động nắng chắc tình hình phát hiện ngăn chặn đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách hậu phương quân đội